Thôi nào, dậy đi, tôi bưng lên nhà rồi. Tưởng ăn ở dưới nhà. Thôi mà, dậy đi. Con mời tài xế cơm. Em ăn đi. Ừ, ăn miếng đấy đâu, ăn miếng kia cơ. Bà Soạn đâu? Dạ. Lên đi tôi bảo. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Bà dạy con thế hả? Hay là lại nối giáo cho giặc? Hả? Ngậm miệng ăn tiền à? Chúng con ăn ở trên nhà thì sao ạ? May thì được. Nhưng nhà này không có cái lệ đàn bà ngồi xổm, nếu nghẹn ăn ở nhà trên. Con thì khác gì nhà con nào. Với lại ăn ở trên này, có thêm được miếng nào, gấp nào đâu. Lão, con ở nhà này thì không được hỗ nào như thế. Nhà này không phải là nhà trước. Thầy phong kiến nó vừa vừa thôi. Mày im mồm. Để xem, con vợ phóng đáng của mày nó đối đáp gì với tao. Đồ hèn, ngồi xuống ăn đi. Mày dám nói thế à? Nếu thầy khó chịu quá, thì từ ngày mai chúng con sẽ ăn riêng. Ăn riêng? Rồi lại ở riêng nữa chứ. Nhà tao không phải là nơi trốn chúa lộn trọng, là nơi khuôn phép gia phong, chứ không phải phường mất gốc để moi của, để ly dị. Anh nghe rõ chưa? Liệu mà bố con bảo nhau, may mà tôi còn thương yêu anh đấy. Con như đi đâu nữa? Này, định tăm tỉa công chúa nhà này phải không? Nói cho mà biết. Rắn lắm đấy. Rắn cũng chơi. Này, nhưng đừng có phá đám đấy nhá. Chính đằng đấy đã có lỗi trước với tớ, chứ không phải là do tớ chạy làng đâu. Thôi đi ông nỡm, vở vĩnh mãi. Ai chả biết ông chơi bời lăng nhăng xong thì thôi, người ta còn phải lấy chồng chứ. Đánh đu với ông để mà chết già. Bé bé cái mồm thôi. Thế không muốn làm cô dâu hiền thục hả? Ở nhà này, ngoài con Đào ra, còn toàn gà mờ hết, sợ gì. Mở ra. Này, thế có định giúp thằng này không đấy? Được, nhưng phải lo cho xong cái vụ gỗ lạt và phải mang cho tôi cái hợp đồng may thắng lợi đã. Xong ngay. Thằng giám đốc thắng lợi đang nằm trong tay cụ bồ nhà này, chỉ cần ho một tiếng là nó phải nghe ngay. Bia đây, bia đây. Hôm nay triều đại ông anh đi Hà Nội hẳn hoi, chứ không phải là bia tàu như quán nhà thằng Tám đâu. Đoảng quá. Mắt mũi để đâu thế? Đúng là nhà quê mà đâu. Gớm, sánh có tí nước mà dữ dội thế. Lần sau làm ăn thì phải cẩn thận nhé. Rồi. Con mời thầy Sơn nữa. Sáng nay họp đảng ủy đi hả? Dạ. Hồi khét cả mũi, quê quá là quê. Này, cô Trinh, đây đúng là nhà quê thật đấy, nhưng cô không được rỉa dóc. Mới sáng bảnh mắt ra, chị đừng vội bắt bẻ nhau. Cô nói cái gì? Ra đây. Anh Hơn ơi. Có chuyện gì thế? Anh chuẩn bị xe đi. Hôm nay ta ra thị trấn, lo nốt việc kia. Kiếm tờ giấy đốt vía, hiểu không? Cổ hỗn hà nó vừa vừa thôi. Chị ra ngoài kia đi, có thế mà cũng phải ở Mỹ cả nhà lên. Để tao nói. Im. Đi hết cả lũ đi. Trời ơi là trời. Thầy ơi, hôm nay lớp con đi cắm trại, thầy cho con xin 5.000 ạ. Lại nã tiền. Vừa 1.000 hôm nọ đóng đoàn phí, hôm nay lại 5.000. Tao có phải là cái kho bạc đâu. Nhưng mà chúng nó cũng đóng thế, con có xin hơn đồng nào đâu. Chúng nó mặc chúng nó, ông không vứt tiền qua cửa sổ được. Thầy lúc nào cho thế, hệ xin tiền là mắng. Đây, chị cho em hẳn 10.000. Đi cắm trại phải có vài đồng trong túi mà uống nước. Kỳ bò quá, bọn con trai nó khinh cho đấy. Em xin ạ. Không được cầm tiền của vợ chồng chúng nó. Ôi dào, thầy cứ vẽ. Tiền nào mà chả là tiền. Thôi, em cầm lấy rồi đi xuống bếp đi, kẻ không thầy lại mắng. Chị cứ làm thế, hư chúng nó ra. Có vài ngàn làm sao mà hư được. Muốn hư phải có vài chục triệu mới hư được.